Rồi, ok, chào toàn thể các bạn luôn nha. Thì ở đây tôi mới được nhận cái đơn hàng trên trên Shopee ha. Thì đây là cái địa chỉ người ta gửi đến cho tôi đây. Mình mua thêm một cái đèn đội đầu ánh sáng vàng. Thì tổng cái số tiền nó là 101.800 ha, là 102.000. Thì đây, đây là cái đơn hàng. Đây là cái đơn hàng của nó. Mình mua cái đèn này với cái giá là 89.000. Đây tiền ship nữa là thành 101.800 ha. Đèn đội đầu, đơn hàng. Này, này cái app mình đang mua hàng ha. Thì cái đơn hàng này là mình mua trên nha Shopee ha. Mình mua trên Shopee ha. Cái đơn hàng này mình mua trên Shopee, giá 89.000. Thì bây giờ mình sẽ khui ra để xem cái gì trong này ha, nó có đúng với cái sản phẩm mình mua hay không. Thì thời buổi này á, đi mua hàng trên mạng thì thực chất ra người ta cũng nay là cũng phải không phải như hồi xưa là người ta bán tào lao, nay người ta bán cũng rất là đàng hoàng ha, đổi trả ngay ngon. Tại vì những cái app này đều có là đổi trả. Cái hàng này là được giới thiệu là của Thái ha. Thì đây, sản phẩm nó đây. Của Thái, nó đi kèm cho mình là một con củ sạc adapter. Này, coi dung lượng đi. Nó ghi toàn là tiếng nước ngoài không? Mình không hiểu được, nhưng mà có vẻ là rất là đơn sơ. Nó bảo hành cho mình là tới tháng 1/2011 ha. Cái cục này bảo hành tới tháng 1/2011. Cái đèn cầm nói chung là nó cũng đầm tay ấy ha. Này là cái lỗ sạc pin. Red này, Red 3.5 sạc pin. Này thì cái con dimmer để chỉnh chỉnh độ sáng tối. Còn đây là cái ngày năm bảo hành tới tháng 1/2021. Thì đi kèm theo tiếp là một cái dây, dây đeo. Cái dây này thì để mình đeo đầu. Nói chung là có cái hộp đựng nó cũng dễ nhìn hơn mà không có cái hộp. Thì bây giờ mình sẽ coi thử ánh sáng nó như thế nào ha. Tại vì mình mua ánh sáng vàng ha. Thì đây, chỉnh maximum. Thì cái ánh sáng vàng thì xài cho cái gì thì anh em cũng hiểu rồi ha. Anh em mà đi săn thú á, thì anh em nên xài cái ánh sáng vàng. Chứ ánh sáng trắng là con thú nó sẽ bay liền ha. Thì mình mua đây để mình đi đi săn đất chơi. Đấy, con này nó 20W. Tại vì ban ngày mình không thể nào mà mình review cái độ sáng cho nó được. Đây là ban đêm mình đi thấy nó sáng như thế nào, chứ ban ngày là nó sáng tầm này. Thì cũng thấy khá sáng nha anh em. Khá sáng đấy. Rồi thì con này mình mua trên Shopee ha, giá 89.000, hàng của Thái. Còn cái thời gian mà thời lượng mà mình sử dụng nó bao lâu thì chắc phải chờ thời gian, chứ còn không thể mình vừa cầm lên là mình có cái biết được cái hạn sử dụng nó là bao lâu hết pin chẳng hạn ha. Rồi thì ok, mình cũng làm clip giới thiệu là mình mua cái này như trên Shopee. Thì giá của em nó là 89.000 ha. Thì nói chung mỗi nhà của mỗi gia đình cũng nên chọn mua vài cái đèn pin, lỡ như là cúp điện này hay là mình đi ra ngoài gì đấy. Thì Sài Gòn đây thì không nói vậy, nhưng mà những cái vùng nông thôn mình đi ra ngoài đôi khi rắn rếp hay là đi chụp cái lỗ rồi nó cong cặt cái chân cái giò gì không, thì mỗi nhà mình nên mua 1-2 cái để mình dự trữ, lỡ nó có cúp điện hay là muốn đi đâu đấy nó cũng rất là tiện. Cái hộp rất là gọn ha, chắc chắn đây. Rồi thì tạm biệt anh em luôn ha. Nếu anh em thấy hay nhớ để lại một like, một subscribe để mình có động lực mình làm những clip tiếp theo cho anh em xem. Rồi tạm biệt anh em, hẹn anh em clip sau.